Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm đồng hồ đếm ngược trên phần mềm Powerball. Ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm Powerball phiên bản 2016. Với những phiên bản khác thì cái cách làm nó cũng tương tự như vậy. Đầu tiên mình sẽ khởi động phần mềm Powerball lên. Các bạn bấm vào Plan Presentation đây. Sau đó các bạn dùng cái phím mũi tên này nè, màu trắng này nè, các bạn rê hai cái này. Các bạn bấm phím Delete để xóa đi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đơn giản nhất mình nghĩ rằng các bạn có thể làm được nếu như các bạn xem thật kỹ mà mình làm từng bước sau đây thì chắc chắn các bạn sẽ làm được thôi đầu tiên là mình sẽ vào cái mục insert chỗ này sau đó các bạn hãy vào cái mục shape ở đây và các bạn chọn cái biểu tượng hình oval các bạn bấm vô đây một cái nếu như các bạn không làm gì hết các bạn rê chuột nó sẽ ra cái hình méo như thế này chính vì vậy nếu như các bạn muốn cho nó tròn vo luôn thì các bạn nhớ giữ phím shift ở trên bằng phím phím shift thì khi đó các bạn rê chuột nó sẽ tự động tròn và các bạn không cần phải điều chỉnh gì hết. Ví dụ như thế này. Giả sử như các bạn muốn cái đồng hồ nó to như thế này thì tới đây các bạn buông ra. Còn các bạn muốn nhỏ hơn thì các bạn cứ hãy dùng những cái góc này nè các bạn bóp lại như thế này chẳng hạn. Mình muốn to như thế này cho dễ nhìn. Sau đó các bạn có thể đổ màu theo ý muốn của các bạn. Ở đây nó sẽ có sẵn một số cái mẫu cho mình. Như thế này. Các bạn có thể chọn cái màu theo ý muốn của các bạn. Ở đây nó có nhiều mẫu khác ở trong cái mũi tên mà mình mới vừa bấm. Ngoài ra các bạn muốn đổi này thành màu đỏ thì các bạn hãy bấm vào Shape Fill đây. Các bạn chọn cái màu đỏ đây hoặc các bạn bấm More Fill Color chỗ này. Các bạn bấm Standard đây. Nó sẽ có rất là nhiều màu cho các bạn chọn. Ví dụ như trong trường hợp này mình chọn cái màu đỏ. Thì mình chọn như thế này. Bước tiếp theo là các bạn cần phải nhập vào cái số của cái đồng hồ. Thì các bạn hãy click chuột phải vào cái hình ở đây. Các bạn bấm vào hình trước, các bạn click chuột phải và các bạn chọn Edit Text. Nó sẽ hiện ra cái con trỏ để cho các bạn nhập số vào. Ví dụ như các bạn sẽ nhập vào số 60. Ở đây mình sẽ cho cái số này nó to lên bằng cách là bôi đen đó. Và các bạn bấm vào cái mục Home. Các bạn sẽ cho cái số 18 này các bạn xóa đi. Ví dụ như các bạn cho nó là 200. Các bạn in đậm lên cho nó dễ nhìn. Các bạn muốn to nữa thì các bạn bấm vô 300 to quá thì các bạn bấm hai trăm rưỡi cho nó nhỏ lại hoặc là hai trăm bảy cho nó là hai trăm sáu đi như vậy là vừa rồi thì mình buông ra trong trường hợp này nếu như các bạn muốn cái đồng hồ của các bạn nó đếm trong vòng 60 giây thì các bạn hãy nhập vào cái số đầu tiên là 60. Nếu như các bạn muốn làm cái đồng hồ 30 giây thôi thì các bạn chỗ này các bạn nhập vào 30 giây. Tương tự như vậy đồng hồ 20 giây 10 giây thì các bạn hãy bắt đầu bằng cái số cao nhất của cái số giây mà các bạn cần đếm ngược lại. Ví dụ như trong trường hợp này mình chỉ làm ví dụ cho các bạn, thì mình chỉ cần 10 giây thôi. Bởi vì 10 giây các bạn làm được, thì 20 giây, hay là 30 giây, hay 60 giây các bạn cũng làm được. Thì mình sẽ làm 10 giây thôi để đỡ mất thời gian bạn chờ lâu. Thì mình sẽ nhập vào số 10 đây. Sau đó các bạn hãy kéo cái này nó qua một cái góc nào đó để một hồi mình sao chép ra nó nhân ra cho nó dễ. Thì mình đã kéo nó qua một cái góc này xong thì các bạn hãy bấm vào cái cái hình này một cái các bạn bấm phím Ctrl C ở trên bàn phím phím Ctrl C là cái phím copy sau đó các bạn bấm ra ngoài một cái các bạn bấm Ctrl V là dán thì nó sẽ ra một cái y chang như vậy các bạn hãy bôi đen hai cái này các bạn sửa lại thành chính sau đó các bạn bấm ra ngoài một cái các bạn bấm Ctrl V rồi các bạn bôi đen các bạn sửa lại 8 tương tự như vậy các bạn làm cho tới khi nào còn một thôi 7 6 5 4 3 2 1 Và cái cuối cùng các bạn cũng hình V cái cuối cùng nữa là số 10 Thì các bạn bôi số 10 này đi các bạn nhập vào cái chữ kết thúc hoặc là chữ N N giờ Nếu như cái chữ N này nó to quá các bạn hãy bôi đen nó Các bạn cho cái số này nhỏ lại ví dụ như 200 thôi vẫn còn to thì mình sẽ cho nó là 180. Hoặc là 150. Ví dụ như các bạn thấy nó vừa như thế này rồi. Thì các bạn giữ nguyên cái này. Hoặc là cho cái này nó lên 160 chẳng hạn. Nếu như nó còn trong khung hình. Còn khi nó lọt ra khung hình thì các bạn hãy cho nó nhỏ lại. 170 vẫn còn được thì mình để như thế này cho nó to nhất. À, bước tiếp theo là các bạn hãy dùng cái con chuột này nè. Các bạn đưa ra ngoài đây. Các bạn hãy rê rê làm sao mà các bạn phải bôi được hết tất cả như thế này mình sẽ làm lại mình sẽ đưa cái mũi tên màu trắng khi các bạn đưa vô đây thì nó xuất hiện thành cái mũi tên màu đen bốn chiều nhưng khi các bạn đưa ra ngoài nó sẽ thành cái mũi tên màu trắng các bạn hãy rê từ cái chỗ đó và các bạn rê hết cái khu vực này sau đó các bạn canh nó lợi cho nó hẳn hàng với nhau bởi vì đồng hồ nó sẽ hẳn hàng với nhau mà thì các bạn hãy bấm vào cái mục Format ở đây sau khi các bạn chọn xong các bạn bấm vào mục Format. và các bạn để ý ở cái mục cái chữ là align này nè các bạn bấm mũi tên đây các bạn chọn align center thì nó sẽ hẳn hàng theo cái hướng hướng thẳng như này cho các bạn trước sau đó các bạn bấm vào cái mục align này lần nữa các bạn chọn align middle là nó sẽ canh giữa thì như vậy từ 1 đến 10 và cái chữ n này nó sẽ hẳn hàng nhau mục đích của mình bước tiếp theo thì các bạn sẽ hiểu được thôi bởi vì khi các bạn hẳn hàng như vậy thì nó mới nhặt trả số từ 10 cho đến một nó mới hẳn hàng nhau được còn hồi nãy nó bị lệch thì các bạn đâu có làm được sau đó mình có thể rê cái này đi bất kỳ vị trí nào ở trên cái màn hình PowerPoint. Trường hợp nếu như các bạn rê mà nó bị như thế này, nó chỉ đi một cái chữ E này thôi. Như vậy là do các bạn chỉ chọn cái này, mình undo lại. Các bạn cần phải chọn hết tất cả giống như mình làm hồi nãy. Thì khi đó các bạn mới rê cùng một lúc được. Chứ nếu như các bạn bấm vô chữ E một cái, các bạn rê ra ngoài thì nó chỉ rê cái đầu tiên này thôi. Mình sẽ undo lại, các bạn lưu ý ở chỗ này. Thì mình sẽ bo đen nguyên cái này. Rồi mình rê qua cái vị trí này chẳng hạn. Như vậy là bước đầu là các bạn đã tạo ra được cái số đếm ngược và cái chữ kết thúc ở trên đồng hồ. Bước tiếp theo là các bạn sẽ tạo ra cái hiệu ứng cho nó. Thì đầu tiên là các bạn hãy nhìn trên PowerPoint. Nó sẽ có cái mục là Animation ở đây. Các bạn bấm vô đây một cái. Các bạn bấm Animation Band để cho nó hiện ra cái cột này trước. Sau đó các bạn cũng chọn tất cả giống như mình chọn hồi nãy. Các bạn cho nó một cái hiệu ứng để cho nó xuất hiện là cái hiệu ứng màu xanh lá cây này các bạn nhớ là chọn hiệu ứng màu xanh lá cây nó có nhiều hiệu ứng khác nhau ở trong đây các bạn có thể chọn mũi tên nó cũng ra cái hiệu ứng màu xanh ở trong đây và ở đây nó có sẵn rồi thì mình sẽ bấm vào đây cho nhanh thì giả sử như mình sẽ chọn cái hiệu ứng này thì các bạn thấy chưa có gì hết thật sự là nó đã có hiệu ứng rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ kiểm tra lại bằng cách là bấm phím F5 phím chữ F và số 5 trên bàn phím để kiểm tra xem coi nó lót như thế nào các bạn thấy nó trắng tinh không có gì hết bấm cái nó ra chữ n rồi mình bấm cái nữa để hot bước tiếp theo là mình cần phải tách cái số 10 này ra như vậy các bạn sẽ thấy cái số 10 này nó có cái hiệu ứng này thì khi đó các bạn bấm vào chữ non đây để cho nó tắt cái hiệu ứng số 10 đi rồi các bạn bấm F5 hoặc các bạn bấm live show đây cũng được hoặc các bạn có thể bấm live show đây rồi các bạn bấm rơm bị ghi ở đây cũng được thì các bạn thấy nó ra như thế này sau đó mình sẽ chỉnh nó lại tiếp tục. Ở cái bước này thì do là những cái từ số 9 cho đến số 1 và chữ N nó được tạo theo cái hiệu ứng ở trong đây thì mình sẽ bấm vô đây các bạn kiểm tra nè. Những cái hiệu ứng này nó được tạo mặc định bằng cái chữ là bridge varies chỗ này. Chính vì vậy mình sẽ bấm vô đây một cái, mình sẽ thay đổi lại cái thời gian bắt đầu cho nó bằng cách bấm vào cái đầu tiên và các bạn giữ phím shift và các bạn bấm vào cái cuối cùng. nó giống như thế này bấm vào cái số 9, giữ phím shift và bấm vào cái chữ n là các bạn chọn được tất cả từ số 9 cho đến số 1 và cả chữ n luôn. Sau đó các bạn cho cái hiệu ứng chỗ số này là after previous, có nghĩa là nó sẽ thực hiện sau khi cái hành động trước thực hiện. Rồi mình bấm F5 thử, thử coi nó có gì khác không. Cũng chưa có gì khác. Thì bây giờ mình sẽ làm bước tiếp theo, mình bấm vô đây một cái. Mình chọn đây. Bây giờ các bạn sẽ thấy cái chỗ này chỗ này nha tới đây mình sẽ chọn như thế này sau đó các bạn hãy cho cái chỗ này nó bấm lên một cái là 00.01 cái chỗ này là delay là mình cho nó thành một giây rồi các bạn bấm F5 cái thì các bạn thấy nó sẽ khác lên đó các bạn thấy nó tự chạy nó xuất hiện lên nhưng mà nó tự chạy thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại theo ý muốn của mình có nghĩa là mình bấm nó mới chạy chứ nó không có được tự chạy như vậy thì uh, hồi nãy các bạn thấy chỗ này khi mà mình chọn cái chức năng này thì nó sẽ chỉ... những cái hàng này nó nó sẽ chạy khi mà cái hàng ở trên này nó chạy xong đó là cái công dụng của After Effects và mỗi cái như vậy nó sẽ có cái độ trễ trong vòng một giây tương ứng với một giây của đồng hồ là cái chỗ này đây còn chỗ này mình cho cái thời gian uh, cách nhau nó rất nhỏ không không một nó rất nhỏ còn cái chỗ này là một giây nè thì hàng này trên nó chạy xong thì hàng dưới nó mới chạy đó là cái chữ after previous đây thì tương tự như vậy cho đến cuối cùng và các bạn thấy khi hồi nãy mà mình bấm f 5 là cái số 10 này nó xuất hiện rồi và nó nó tự động nó chạy luôn thì mình sẽ làm cho nó không có tự chạy bằng cách là mình thêm một cái nút như thế này à, các bạn sẽ bấm vào cái mục insert và các bạn chọn cái mục shape và các bạn chọn cái mục này chẳng hạn ví dụ như mình sẽ chọn cái mục này mình sẽ thêm cho nó cái nút bắt đầu đi ví dụ như khi mà mình bấm vào cái nút bắt đầu này thì nó mới chạy còn mình không bấm bắt đầu thì nó sẽ không chạy thì mình sẽ thêm cái nút bắt đầu chỗ này đây rồi mình sẽ chọn cái mục cái màu ví dụ như cái màu này chẳng hạn hoặc là các bạn có thể chọn cái màu phải ý muốn của các bạn cái màu nào cũng được rồi các bạn bấm lít chuột phải vào đây, các bạn chọn Edit Text và các bạn bấm vô cái chữ là bắt đầu. Sau đó các bạn bấm bôi đen đó. Các bạn cho nó in đậm lên, cho nó số 30 hoặc là 40. Nó bự quá thì mình có thể kéo cái này ra. Các bạn thấy đây nó có cái cái rằng đỏ 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 dưới đây nè. Đó các bạn thấy cái đỏ đỏ này mình có thể tắt cái chỗ này bằng cách là các bạn chọn mũi tên chỗ này đây các bạn chọn more comment sau đó các bạn chọn root pin và các bạn bỏ cái dấu tích ở chỗ này đi và các bạn bấm chữ ok thì nó sẽ mất cái kiểm tra lỗi chính tả chứ không có gì hết đây mình có thể kéo như thế này để điều chỉnh cái chữ cho nó vừa rồi mình sẽ giữ phần tròn mình lăn cho nó nhỏ lại và cái tiếp theo là các bạn sẽ thấy nhiệm vụ của mình là mình muốn là khi bấm vào cái chữ bắt đầu này thì nó mới chạy các bạn bấm vô cái chỗ này nè cái từ cái số 9 này nè, các bạn giữ phím shift, các bạn bấm cái cuối cùng đây. Các bạn click chuột phải và các bạn chọn timing. Khi đó các bạn sẽ được đến cái mục timing chỗ này. Và các bạn để ý nó có cái chữ là trigger ở đây thì các bạn hãy bấm vào cái mũi tên chỗ này. Sau đó các bạn chọn cái nút style nè. Và các bạn bấm vô cái mũi tên này và các bạn kéo xuống cái chỗ này các bạn chọn nó có cái chữ bắt đầu là tương ứng với cái chữ này đây. Đó. Thì cái hành động này có nghĩa là nguyên cái cụm này nó chỉ hoạt động khi mà mình click vào cái nút này ý nghĩa của nó là chỗ này là như vậy và mình sẽ bấm vào ok đây sau đó các bạn bấm phím F5 để kiểm tra lại và mình sẽ bấm vào chữ bắt đầu đây thì các bạn thấy không nó sẽ bắt đầu nó nhả số lại còn nếu như mà mình không bấm bắt đầu thì nó sẽ đứng y như vậy và mình sẽ chờ cho nó trở về N rồi bây giờ các bạn muốn bắt đầu lại thì các bạn cứ chứ bắt đầu và cứ thế và các bạn bấm chỗ này thôi. Cái cái nút này là ý nghĩa mà mình giải thích cho các bạn là cái chỗ hồi nãy đó. Nó sẽ giúp cho các bạn sử dụng cái đồng hồ này nó được dễ dàng hơn. Và mình bấm phím ESC để hót ra. À, các bạn thấy khi cái đồng hồ nó đếm là 19, 8 7 6 vậy nó không có âm thanh. Nếu như các bạn muốn thêm âm thanh cho nó thì các bạn hãy làm như thế này. Các bạn hãy bấm vào cái số 9 ở trên đây một cái. Và các bạn giữ phím Shift, các bạn nhớ là chừa cái E này ra bởi vì cái en này mình hồi nữa mình sẽ cho nó ra cái tiếng âm, thanh khác thì các bạn chỉ cần chọn từ 9 đến một thôi và các bạn muốn nghe cái tiếng click 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 khi mà nó nhả dây thì các bạn hãy click chuột phải vào và các bạn chọn effect option sau đó ở cái mục effect này các bạn thấy có một sao các bạn ở mục sao này các bạn hãy bấm mũi tên vào đây các bạn bấm cái mũi tên này xuống các bạn sẽ thấy tới cái chữ mà có cái chữ click các bạn bấm chữ ok thì các bạn sẽ nghe được cái tiếng click của nó thôi mình stop đây đi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại bằng cách là bấm phím F5 sau đó các bạn hãy bấm vào chữ bắt đầu thì các bạn nghe thử coi nó có cái tiếng lít không như các bạn thấy các bạn đã nghe được cái tiếng lít làm cho cái đồng hồ của mình nó thú vị hơn và mình sẽ bấm phím ESC đi à, nhưng trước khi bấm hot ra bây giờ tới chữ E này mình muốn cho nó một cái âm thanh khác hay hơn để báo hiệu là kết thúc rồi thì các bạn hãy làm như thế này mình bấm vào cái chữ E này nè mình bấm vô đen cái các bạn đích chuột phải các bạn chọn effect option cũng giống như hồi nãy thôi các bạn cho cái E này nó âm thanh khác thì các bạn cho cái âm thanh này là cái chữ sim này đi rồi các bạn bấm chữ ok sau đó các bạn bấm f5 các bạn kiểm tra lại thì các bạn sẽ thấy nó thú vị hơn rất là nhiều và mình sẽ bấm bắt đầu ở đây Như các bạn thấy thì cái việc tạo đồng hồ cũng như là âm thanh ở trên Powerpoint nó chỉ có đơn giản như vậy thôi, không có gì là quá khó. Các bạn có thể sao chép cái này qua những cái like khác rồi các bạn dùng cái này vào nhiều mục đích khác nhau của các bạn. Thì mình nghĩ rằng đây là cái cách đơn giản và dễ làm nhất để tạo đồng hồ đếm ngược ở trên Powerpoint. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.